tiệm này tên là Benihana nha cả nhà. Benihana. Đó, cả nhà có thể thấy là bên trong là mọi người đang ăn và được biểu diễn nè, cả nhà thấy không? Đi vô trong và mình tìm bàn nha. Trong nè. Đây là người sáng lập ra Benihana, Rocky Aoki. Ông này là người Nhật nha. Yeah. Cũng là ổng luôn mà lúc ông cạo râu rất nhìn mặt á. Dạ. Đó cả nhà thấy không? Mình sẽ vô đây và họ biểu diễn cho mình. Ở trong đây có một cái tượng cô gái mặc kimono rất là dễ thương nha cả nhà. Cả nhà đây chưa? Cái anh phục vụ ảnh giới thiệu cho mình đó, ở trong đây có một cái bức tranh làm bằng gỗ được đục đẽo, mà chỉ là một cái miếng gỗ duy nhất mà được đục đẽo như vậy đó cả nhà. Cả nhà thấy không? Chỉ một miếng gỗ duy nhất thôi. Đẹp ghê ha cả nhà ha. Như họ đục mà bên trong đồ này kia luôn á. Thí dụ như sorry cả nhà. Đó, họ đục mà bên trong luôn. Đục 3D luôn á cả nhà thấy không? Chỉ một miếng gỗ mà họ đục như vậy đó, rất là hay nha các bạn. Quá đẹp luôn, cực kỳ sắc sảo luôn. Ví dụ như thế này nè. Đó cả nhà thấy không? Anh đang làm món cơm chiên nha cả nhà. Butterfly. Mày biết anh chơi chữ không? Bơ là bơ, fly là bay, butterfly là con bướm á mày biết không? Butterfly. Trái tim. Trái tim đập. Trái tim đập rồi đó. Mày quay đi. Sodium 2, sodium. Rocket heart. Rocket heart. Rồi, xong món cơm chiên. That's not fair. Oh my god. Anh này anh cho mình có nhiêu đây rồi các bạn. Coi nè. Yeah, yeah, me. Don't look over there. Thank you. Ai là họ lại họ hát. No, we good. Nope. God. Why you threw it away? You should have said something. I would have given it to you. Tôm và sò điệp. Hấp dẫn. Dạ. Tôm và sò điệp là của hai của anh chàng cô nàng kia. Tôm hùm là của mình. Mình làm 4 phần tôm hùm. Tại bác Tý ăn sushi. Bác Tý ăn sushi đi bác Tý. Ăn đi. Khỏi đợi. Dạ. Rồi steak là của mình. Với lại bên đó filet mignon. Rồi sẽ để cho chín một chút nha các bạn. Cái đùi. Dạ, tôm với lại sò điệp bên kia. À, hấp dẫn quá cả nhà ơi. tôm thì có thể là nó chín sớm. Anh lấy mấy cái khác anh bỏ đi, bỏ bơ vô, chanh vô. Sò điệp hấp dẫn chưa? Sò điệp cũng tái tái. Good shot. Rồi số tôm còn lại là cho cô gái. Yeah. Hấp dẫn. Rồi bây giờ tới tôm hùm. Tôm cũng ngon lắm cả nhà. Tôm chấm với cái sauce này. Tôm là chấm với sauce này, còn thịt là chấm với sauce này. Hấp dẫn nha. Ăn thêm món này nha cả nhà. Mình sẽ ăn thử miếng cơm. Cơm chiên thì không ngon lắm, giống như họ làm đây là chủ yếu là họ biểu diễn thôi. Mình thấy tôm thì ok, rau thì ok, cơm chiên thì không ngon, nó hơi khô. Rồi bây giờ này làm tôm hùm. Hấp dẫn chưa? Rồi tôm hùm cho mình. Hấp dẫn. Very good. Rồi vậy là mình đã có món cơm chiên nè, tôm hùm nè, cái này không biết là cái gì, nhưng mà tôm nữa đó, tôm mình ăn hết trơn à. Hấp dẫn quá. Tôm chấm cái nước nào? Hả mà? Tôm chấm nước đỏ. Tôm chấm nước này, nước đỏ. Rồi, đây là bò. Có thể cái này là của mình đầu tiên tại medium rare. Yes. Còn của gia đình mình là medium cho nên ảnh để sau. Rồi. bây giờ là mình có nấm rồi à. Nấm với lại steak. Như là món của mình là dừa bò bít tết nè, filet mignon nè, tôm hùm nè, nấm nè, hai cả nhà ha. Hấp dẫn quá. Mình còn onion nữa. Để mình thử cái nấm nha. Cái nấm này mình chấm này đi. Nấm ngon, tươi ngon các bạn. Rồi mình thử steak nha. Steak thì chấm với là cái nước sốt này. Good. Cái steak mềm thì ngọt lắm nha các bạn, nhưng mà cái nước sốt chấm này mình thấy không có ngon lắm. Bây giờ là tới mình thử tôm hùm nha. Tôm hùm này tôm hùm tươi chứ không phải là đông lạnh và nấu ở đây. Tôm hùm rất là ngọt, ngon nha các bạn. Hấp dẫn. Hấp dẫn, tắt đèn là thấy hấp dẫn nha. Đôi lửa Fireworks. Yeah. Cái xe lửa. Xong dục. Dục. Món hành mà làm cầu kỳ ghê không nha. Thank you. Mình sẽ thử hành nha các bạn. Hành rất là ngọt. Rồi cả nhà ơi, vậy là mình với gia đình mình ăn nha. Mình chào các bạn. Hẹn các bạn những video sau nha.